Thưa quý vị, kỳ tuyển sinh năm nay đã chứng kiến nhiều chuyển biến rất đáng chú ý. Trong khi nhiều trường đại học tuyển sinh ngang bằng điểm sàn để phép thí sinh, thậm chí phải tuyển bổ sung hàng nghìn chỉ tiêu, thì tại các trường nghề, công tác tuyển sinh lại có nhiều khởi sắc với số lượng đầu vào ước tăng khoảng 20–30%, ghi nhận của phóng viên thời sự. Thay vì chọn trường, chọn ngành theo bằng cấp như trước đây, những năm gần đây có thể thấy định hướng chọn ngành nghề của thí sinh và phụ huynh đã có sự thay đổi rõ rệt. Kỳ tuyển sinh năm nay, trong bối cảnh có sự cạnh tranh gay gắt với các trường đại học, nhưng một số trường cao đẳng nghề trên địa bàn tỉnh vẫn thu hút được lượng lớn sinh viên. Dù đủ điểm vào các trường đại học, nhưng vẫn lựa chọn theo học hệ cao đẳng. Cá biệt như ngành công nghệ ô tô của trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, số lượng này chiếm tỷ lệ đến 50%. Một số ngành nghề khác của trường cũng có lượng sinh viên thuộc diện này theo học đông như tin học, điện hay chăm sóc sắc đẹp, công nghệ ô tô, nhiệt lạnh và điều hòa không khí. Riêng với ngành công nghệ kỹ thuật ô tô thì đây là năm thứ tư liên tục dừng nhận hồ sơ trước thời điểm kết thúc tuyển sinh và hồ sơ đăng ký vào học trên hệ thống tuyển sinh của nhà trường. Một phần là cũng vì đam mê ngành ô tô và hiện tại là ngành ô tô đang phát triển, đang có tiềm năng. Thêm vào đó là việc mua xe ngày càng tăng nên là kéo theo là việc bảo trì và sửa chữa cũng càng tăng nên là cần nhân lực lớn. Mới bắt đầu thì mùa tuyển sinh thì trường đã đủ hồ sơ nhập học của ngành công nghệ kỹ thuật ô tô và dừng lại 310 hồ sơ. Và hy vọng trong thời gian tới thì với sự đầu tư của nhà trường cũng như các cơ quan quản lý nhà nước thì cái đội ngũ giảng viên cũng được tăng cường và cơ sở vật chất thiết bị của trường được trang bị thêm để có thể nhận thêm nhiều sinh viên có nguyện vọng học nghề, đặc biệt là nghề ô tô và học tại trường Cao đẳng Công nghiệp Huế. Những năm gần đây, một số trường nghề đã bắt đầu đổi mới phương thức tuyển sinh cả bằng trực tiếp lẫn trực tuyến, xét học bạ trung học phổ thông và điểm thi tốt nghiệp. Việc tuyển sinh cũng chia thành nhiều đợt. Các trường sẽ gọi sinh viên nhập học theo hình thức cuộn chiếu, đủ lớp tới đâu thì đào tạo tới đó, chứ không chờ đến khi hết chỉ tiêu. Với thế mạnh riêng có của việc đào tạo nghề, nếu sinh viên nỗ lực nghiêm túc trong học tập rèn luyện, thì từ năm thứ hai khi thực tập tại doanh nghiệp, các em sẽ được trả lương theo quy định kèm phúc lợi của công ty. Việc trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp cũng chính là thời gian thực hành hiệu quả, nâng cao tay nghề và giúp sinh viên hiểu giá trị đồng tiền từ lao động của mình. Đây chính là nguồn động viên khích lệ để các em lựa chọn theo học nghề. Em mong muốn sau khi ra trường là em muốn trở thành một người đầu bếp giỏi để sau này trở thành một người công dân tốt, góp một phần nhỏ nhỏ để mà phát triển ngành ẩm thực Việt, du lịch Việt Nam. Em thấy thời gian đó còn ngắn mà em còn vừa được trải nghiệm với các trang thiết bị hiện đại và vừa gặp các cháu viên rất là giỏi, giúp em được có thể theo đuổi đam mê chính của em. Và em có một dự định mà sau khi học xong là em sẽ có dự định đi nước ngoài để có thể vừa nâng cao tay nghề và vừa kiếm thêm nguồn thu nhập hỗ trợ cho gia đình ạ. Những năm gần đấy thì cái hệ thống nhà hàng khách sạn nó phát triển rất là mạnh và kéo theo thì cái phần người học viên học bếp thì cũng tăng lên rất là nhiều. Bởi vì các em học ra thì nó có việc làm ngay và cái thứ hai nữa là cái công việc đa dạng. Theo đánh giá ban đầu của trường Cao đẳng Du lịch Huế, năm nay số lượng thí sinh đăng ký theo học tại trường chủ yếu tập trung vào các ngành kỹ thuật và các ngành dịch vụ, nhất là ngành chế biến món ăn tăng đột biến so với các ngành còn lại. Một số ngành tuyển sinh vẫn khó như quản lý khách sạn, buôn phòng. Một phần nguyên nhân được lý giải do sinh viên đều có tâm lý phải học đại học, chưa kể cơ hội đỗ đại học cũng lớn. Nhiều trường đại học mở ngành học tương tự nên tính cạnh tranh cao. Có một số ngành nghề mặc dù là nhu cầu xã hội rất là cần nhưng mà số lượng đăng ký vẫn còn ít. Ví dụ như giả sử như ngành quản trị nhà hàng, phục vụ nhà hàng hoặc là ngành quản trị lưu trú, phục vụ buôn thì hiện nay các nhu cầu của doanh nghiệp cũng rất là cần. Tuy nhiên số lượng người học và đăng ký vào lĩnh vực này thì cũng chưa nhiều. Trong khi đó cái nhu cầu việc làm của lĩnh vực này thì rất là lớn và rất là đa dạng. Sự thay đổi của các nhà tuyển dụng khi đã chú trọng hơn vào hiệu quả công việc thay vì bằng cấp, cùng sự nhạy bén chủ động đổi mới của các trường nghề trong đào tạo và liên kết giải quyết việc làm. Những yếu tố quan trọng này đang góp phần dần thay đổi tâm lý chuộng bằng cấp tồn tại từ nhiều năm nay, kéo theo hệ lụy thưa thầy, thiểu thợ, gây lãng phí tiền của công sức, thời gian của mỗi gia đình và toàn xã hội.